Thấm thấu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượt ngoài thế gian. Mến mong chẳng thể nghĩ bàn, phàm phu tri thiện há có nghi ngờ. Lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biến bây giờ mà thôi. Hãy nghe đông cảng đông đời, người hiền sao chịu bao thời đắng cay. Người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thở thầy chật sân. Thay đời thiện án bất vân, cần chi tính đứng tu nhân để phòng. Mê lầm nghiệp mau chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đàn nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếm sau. Xin báo thì quá lâu, đời này thiện án đời sau hướng đền. Hậu báo lại ứng triền miên, từ thời quá khứ đến miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiền lành mà phải một đời khổ đau. Hiểu rằng xin báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đền. Cha nhìn kẻ khác gặp hên, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm. Xin bảo hậu báo chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếm xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mai sau. Ác thời phước giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì hành tu chu viên mỗi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần. Đứa cùng thiện hữu cận thân, con đường đã đảo mười phần thuận xuôi. Nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ
lại Phật tiền, dẫm đâu lại Phật thanh hiền chư tăng. Một lòng tha thiết thưa rằng, kể từ vô thủy đã hằng nghiệm ra, tội nhiều như các bao la, trái dài như dài hằng hà đôi bên. Vậy mà chẳng biết căn nguyên do đâu nghiệm tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày nghĩa vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất xiển đời tội hằng xa, gia nghiệp do ý ác bản tà đua theo, khinh chê lời Phật điếu rêu, phá rối tam bảo triệt tiêu đại thừa. Chẳng tin phước tội làm bừa, bận hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bản lành chỉ bảo đường ngay, biểu môi chu mỏ ngò lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân tranh tà, giới điều Phật tự tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoặc là lực nghi. Của hàng hiền chúng tăng ni, cô tình pha rối không chi chẳng làm, kể ra khốn xiển lỗi lầm, còn nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trai lòng sẵn son, giống con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường tu. Con nay đã sám tôi rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tay, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phương sanh tệ giác phản quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không xâm ngũ nghịch tội thông, giết trừ ngũ tội của thân xiển đề. Từ nay xa lánh não mê, mong ngày ngồi được Bồ Đề liên qua, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Quay nghĩ giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng này khó khăn, vô lượng trưởng tăng người thiếu tri lực trang hoàng hạnh cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô quý tìm vào biển không, thường lãng diệu trí điều thông, tâm tự tại nhà cùng đồng Như Lai. Bấm hai tướng tốt của ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm quái trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sanh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy y tam bảo chẳng mòn đức tin. Sám hối ác đạo
xong rồi con xin sám khổ luân hồi thẳng dư trời người trong cõi diêm phù đều mang khổ bao nghiệp dư tràn trề cõi trời vẫn lắm đam mê cõi người còn phải ê chề bao dư cho nên sinh mạng diêm phù cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm mấy ai sống tới tuổi trăm con người yểu thọ xô nhầm hàng xa huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ chà tâm can buồn phiền sợ hãi lo toan có đâu phút chốc nghèo nàn rời tâm khổ báo nung nấu âm thầm là do thiện nghiệp quá tầm mong manh ác nghiệp nảy nở đua tranh làm cho kiếp sống chân thành tụ chi truy nguyên khổ báo cung vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phát ra hôm nay sám trước Phật Đà nguyện xin tiêu diệt hằng hà tội xưa bao nhiêu khổ báo còn thừa cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân đã gieo không biết bao lần từ đời vô thị tập quân đến giờ biển mê chẳng có bên bờ luân hồi nhân quả sẵn chờ báo chung kiếp trời hay kiếp người cùng lãnh chia nghiệp quả không mong thoát nạn sám hối khổ cõi nhân gian quả thừa quản cố thân tàn tật đau giác quan chẳng đủ hay như nhau cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa ba ác tám nạn dây dưa mạng sống ngắn ngủi sớm trưa vô thường họ hàng quyến thuộc vấn vương sinh lý tự biệt muôn đường khổ đau quan gia khổ bao đôi đầu ghét yêu sợ hãi phải đâu do mình khổ bao nước lửa đau binh chiến tranh nguy khốn râm rình kề bên xa quê mồ mả tổ tiên nhiều khoén lưu lạc nơi miền quan du khổ bao lao ngục cầm tù tay bay quả gửi quan thù khảo tra khổ bao miệng lưỡi gian hoa du quán già quả cửa nhà nát tan khổ bao hoạn nạn miên man dịch tà xôn rén phong hàng liệt thân khổ bao ác quỷ phi nhân ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy khổ bao yêu mị thần kỳ sanh điều quái đản lâm ly quang đường mang người như chỉ treo chuông mãi lo khổ bao chẳng phương thoáng nàng hai hùng thu giữ trên ngàn sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn sám hối khổ báo tự đâm tự treo tự xác tự trầm vực sâu lửa dữ mà tự nhào đầu trái tiêu thân sáng chăng cầu mà vương sám hối khổ báo tai ương không danh không phận sanh đường tiện ti
Ê phục thực phẩm chi ly chẳng bao giờ đủ, ai bi não nùng làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung việc nào. Đời này và các đời sau nghiệp dư quấy phá, kiếp nào mới tan quả tai, biến cố trái ngang những điều ương ánh muôn vàng khổ đau. Hôm nay đệ tử hồi đầu về chư Phật khẩn cầu giải oan, triệt tiêu tội chướng ách nàng, con xin sám hối lễ tràng ăn năn. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mỗi phần đã sống, bốn loài sao nẻo lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần cũng đem hồi hướng, thải tuần tự dân chúng sanh mọi loại khắp trần cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tai ách với tam nàng nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, ăn mặc tất cả đủ đầy, chân tinh tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi cũng không hối tiếc, thân đời chúc chi cực lạc thế giới tức thì, tìm về hầu hạ Đức Di Đà ngài. Lại cầu trong kiếp vị lai được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu, nguyện cùng bản hữu đồng tu sanh nơi chánh pháp hưng phù tịnh tâm, chẳng sanh ngoại đạo mê lầm, hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong, đời đời kiếp kiếp môn dòng, hóa sanh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm tư an ổn chẳng phiền chẳng lo, nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người quán thân, đời đời kiếp kiếp được gần mười phương chư Phật thâm nhân từ bi. Chế ngự ma quán cuồng suy, đưa cùng Bồ Đề Tán để quê sống chung. Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa rạng rỡ đạo tràng, phong thân vô số cứu nàng, chúng sanh muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thôi chuyển đăng trình định sơn. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thề nguyện, nguyện tu Phật trí vô biên rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành trao dồi phước trí viên thành đạo sâu, cũng xin hồi hướng phước màu nguyện vì lợi lạc mong cầu chúng sinh. Tiếng tu Phật quả sớm thành chúng sinh ân hưởng nước lành từ bi, không gian dẫu tăng hề chi chúng sinh giàu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son phiền não dẫu hết hay còn Phật tâm thiết tha thệ nguyện thâm trầm quyết tu vương trí mê làm triệt tiêu.
công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiến cố sanh nhiều hằng xa. Một lời thầy nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù. Mong sao chỉ cả vân tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành. Mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Cúi đầu kính lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miên mòm. Ác miệng bốn thứ bao gồm, nói lời hố ác âm sòm dâm tiêu. Tấn công nói lưỡi hai chiều, nói lời chẳng thực đặt điều dối gian. Lời kinh giao quân rõ ràng, đó là những đĩa ngốc đàn đó xa. Cũng lôi ngã quỷ ác ma, chiếu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài quả cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hối thối nói lời điêu hoa. Ở trong thân quyến bất hòa, hay tránh hay cài người xa lanh dần. Miễn gây nghiệp ác ngu đần, quý ý tam bảo ngàn lần ăn năn. Cúi đầu kính lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng xót giải bài. Chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tranh hơn, nói năng bất nhã khinh lần người trên. Chẳng phân quen lạ sang hèn, thốt lời nhục mạ dưới trên chăn màn. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng, khiến người không hẳn tìm đàn tránh xa. Cùng người xấu xác bất hòa, quan trời trách đất kêu lá quỷ thần. Miệng mồm là lối vang rằng, tạo ra ác khẩu thiên thần cũng kiên. Tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi riêng. Ăn không nói có hư quyền, đắc điều nói láo làm tiền người tin. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng ngu lừa dối nói điên làm quan. Làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mắt nhà tan mới đành. Quắc dùng yêu thuật ma hàng, miệng khoe khoang giả tựa thành thánh nhân. Tứ thiền bát định chứng phần, Bồ Tát La Hán được thân thanh hiền. Bày điều sai khiến long thiên, sắm trò cầu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chờ, lòng con chỉ thiết tốt tớ khoan lầu. Quắc dùng lời lẽ điểm tô, văn hóa trao chuốt mưu cầu lợi danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng xóm phân tô mình vẽ môi. Lặng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bay dấu người tà dâm. Khiến người
mê sắc loạn tâm mỏi mòn, chỉ khi nội lầm chẳng hay, hoặc dùng y ngữ khoe tài vu khống xuyên tạc chê bái trung thần. Xem phá hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, ức quan khó nổi tỏ bài, ôm lòng oán hận tội dày sử sanh. Nay con phát lộ chi thành, tất cả nghiệp ác tội danh xâm trừ, kế từ kim kim nghìn thu, gây ra tội lỗi quán thù vì đâu. Bày ra lời nói đôi chiều, tán dương ngoài mặt đắng đều sau lưng, dèm phá phân tán đôi đường, tấn công kích bác lời dường như dao. Vua tôi nghi kỹ lẫn nhau, vợ chồng ly tán bạn bè lìa xa, hai bên liên kết an hòa, cũng vì theo dệt rèm phá sự tình, gây lên thù quán giáo tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la. Ác nghiệp như nước hằng hà, lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này quá không. Ác nghiệp miệng sám vừa sống, nhờ công đức sám mà lòng được yên, âm thanh tâm tư đủ duyên, biến tài bốn thứ chung viên tủ thành. Phát ngôn lời lẽ đành rành, nỗi năng hòa hợp ý lành lời chung, ai nghe cũng thỏa tâm lòng, biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn ngữ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giá chân tu, mà con mắt tuệ khoa tù tối tâm. Con xin phát nguyện nhất tâm, sám hối nghiệp miễn mê lầm xưa nay, cúi đầu nắm vóc trước đài, hướng về tam bảo miệt mài quy y. Từ xưa vô lượng vô tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây, A Tỳ địa ngục khổ thai, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra, quanh A Tỳ ngục tường là sắc vây, trên thì lưỡi sắc dân đầy, dưới thì rừng kiếm đau dày đàn nhau. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó khác nào nướng quay. Cửa thành cho sắc bao vây, nanh dài vuốt nhọn mắt tay ánh sao. Trên không chim sắc đua nhau, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân. Đầu trâu ngục tốt rần rần, hét la đánh đập bà chặt bầm phân thay. Lại thêm xe kiếm đao cài, trên không bổ xuống bầy nhầy ruột gan. Như vậy muôn tháng ức năm, xong thì chẳng được chết càng không xong. Khổ bao như thế chẳng cùng, con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn. Còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục các tầng khác nhau. Khổ bao thân ra chắc đầu, vào nơi cây kim núi đau họ hình.
khổ báo theo đốt thân mình, nằm giường sắc nóng mắt tình kêu la. Khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đau xe lửa nghiến cà nát thay. Khổ báo chân nấu nướng quay, chui vào lò lửa tan thay vạt dòng. Khổ báo tặng phụ nát nhầu, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi. Khổ báo xương nát thịt rơi, vào ngục cõi sắc sai người nát tan. Khổ báo ăn nói dối gian, trâu đen cài lưỡi miệng tràn máu tươi. Khổ báo nắng đốt ra rồi, dây đen địa ngục sao thời siết căng. Khổ báo ngập nước trôi sông, chìm trong địa ngục cho hồng phấn soi. Khổ báo da nứt thịt phơi, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng. Khổ báo tàn sáng hung hăng, địa ngục chiếm sắc sói lan căng nhào. Khổ báo đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hầu bầm thay. Khổ báo bị nướng bị quay, địa ngục hầm lửa tối ngày đốt thui. Khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục bánh sắt miếng sai tanh bành. Khổ báo mổ xẻ thân mình, đỏ vào hắc nhĩ cực hình khảo tra. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục nuôi thịt mù lào tối thui. Khổ báo thịt lũng xương lòi, địa ngục cưa xẻ khắp người đóng đinh. Khổ báo mọc sạch cắt xe phanh, địa ngục mọc sắt treo mình ngược chân. Khổ báo nóng nực thiêu thân, địa ngục đốt cháy rần rần gào la. Khổ báo mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi phây. Khổ báo như dại như ngây, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm. Bốn ngàn tám vạn ngục phân, địa ngục không khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu, quất xương não tủy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, nhiều đời cha mẹ với cùng bà con. Ngay thân mình lúc chẳng còn, cũng xa ngục đó oan hờn chưa chan. Thảm ôi chẳng thể nghĩ bàn, muôn phần thông khổ vạn lần đau thương. Ngày nay sám hối mười phương, chi thành cầu khẩn cung dường chư tôn. Nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tăng nguồn gốc xưa. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra. Khổ báo địa ngục hằng xa, tỳ thành sắc thay là tịnh thanh. Ác đạo cũng chỉ là danh, kép cùm địa ngục biến thành an vui. Núi đe đau cây kim vạt soi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi. Tội nhân ngục tốt thiết vi, thải điều thoát khỏi tức thì ăn ăn vui.
Quan tâm vô thượng đời đời, lận lân hạnh phúc cõi trời phiền na. Con xin đảnh lễ Phật Đà, quy y Tam Bảo Ta Bà mười phương. Sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo các điều tội lỗi. Phật tử làm hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo, đối với của chùa tham của chúng tăng. Hay của chúng tăng trong bốn phương, nếu mình lấy hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ, về tối ngủ vô gián. Hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người khác làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện. Hoặc mình tạo, hoặc mình báo người khác tạo, hoặc thấy người khác tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội trưởng đã làm, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh. Cũng như các đường ác khác, chốn biên địa dòng hạ tiện, những kẻ miệt lễ xa các chỗ như thế, những tội chướng chúng con đã làm. Hôm nay điều thành tâm cuối xin sám hối, giờ đây các Đức Phật Thế Tôn chúng biết cho chúng con, thường nghĩ đến chúng con. Đương chư Phật Bồ Tát chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoặc giữ được giới thanh tịnh, nhận đến thì một vốc cơm cho các loài súc sanh, hoặc tu tịnh hạnh căn lành đã có, tu hạnh bồ đề căn lành đã có, và trí vô thượng căn lành đã có, tất cả hợp lại xóa sanh, trụ tinh thải đều hồi hướng cho quả vị vô thường. Chánh đẳng chánh giác như các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng, chúng con cũng xin hồi hướng. Như thế các tội đều sám hối, các phước sinh tùy hỷ, và nhờ công đức thánh Phật nguyên thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lại. Mười phương thế giới có không, ba đời vạn loại cầu mong đây hùng. Nay con ba nghiệp viễn dung, lại khắp tất cả không trung một lòng. Bố hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai, mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi Phật hằng xa, đại hội Bồ Tát mô nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tinh sâu Phật pháp thánh danh xuất trần.
mỗi người tiếng vọng có phần phát ra thanh thoáng tinh thần sáng trưng tương lai mỗi kiếp tương xưng khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu trang hoa tươi tốt muôn màu âm nhạc ca vịnh long hầu hương bay trang nghiêm thành kính xưa nay con đem dân cung đức thầy Như Lai hương y có một không hai đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi cao như quả núi Tu Di thành tâm dân cung khen vì Thế Tôn con nay mở rộng tâm hồn tỉnh sâu Phật pháp trường tồn từ lâu phổ hiền nguyện lực rất sâu cung dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai xưa con tạo các nghiệp sai điều gió ba độc qua tay nói liền từ thân miệng y truyền miên giờ đây mới biết lòng chuyên xăm trừ mười phương các loại đồng cư hữu học vô học tâm tư nhị thừa Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy hệ công đức cho vừa lòng tin đèn tay thắp sáng cầu xin bồ đề hành tổ đức tính bắt đầu chúng con kinh thành nguyện cầu chuyển xe diệu pháp đau màu đã ban chư Phật muốn nhập niết bàn con xin kinh thỉnh vì hàng phàm ngu cụ trụ giáo hóa công phu chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần cung dường lễ tán ba phần thỉnh Phật trụ thế tâm chân độ đời tùy hỷ sám hối khắp nơi chúng sanh Phật đạo đồng thời in sâu xin đem công đức nhiễm màu hướng về thượng giới Minh Châu hiện bài tánh tướng tam bảo từ rài dũng thống hai đế chờ ngài thành công phương đức như nước biển đồng con nay hồi hướng một lòng thanh cao thân khẩu ý nghiệp lao chao dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy tất cả hoặc chướng từ nay xin điều tiêu diệt xin thái phép màu mỗi niệm trí huệ làm đầu chúng sanh độ hết không cầu trả ơn hư không thế giới có sờn nghĩa và phiền não đều quần hư không bốn pháp như thế dung thông nguyện nay hồi hướng cõi lòng như nhau cúi lại đức đại hạnh phổ hiền bồ tát cúi lại đức đại hạnh phổ hiền bồ tát cúi lại đức đại hạnh phổ hiền bồ tát ai dục thân nghiệp thứ ba gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh theo lời Phật dạy trong kinh ai đem vạn trạng thiên hình ngũ si ngục tu chướng ngại u mê luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân cuộc đời sống tựa mây vần đóng xương vô định mấy lần tu di khóc than nước mắt dầm về nếu đem tịch chưa núi khe nào bằng vương dòng ai dục ví bằng
chuyển mê sinh tử xích thần rõi ràng. Địa ngục thông khổ mấy phen, cùng loài quỷ đói tiếng rền khóc than. Súc sinh quả báo thân cam, bồ câu chim sẻ tánh ham dâm tà. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ báo chôn vùi, do nhân ai dục khiến đời khổ đau. Phật tiền tha thiết khấn cầu, ăn năn sám hối tật xấu phàn lầu. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mua sâu dụ dỗ đoạt chơi, xâm phạm trinh tiết pha đời gái ngoan. Tỳ kheo ni cũng tính toán, làm nhơ phạm hạnh quang đàn đẩy đưa. Ý quyền cưỡng bức gan lừa, khiến người tán tác cũng chưa thỏa lòng. Trắng qua mèo má gà đồng, chẳng phân biệt hạng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chỉ hành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trừ. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tấm thân thanh tịnh là nhờ quả sinh. Thập phần tương tốt quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyệt trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vi, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy y đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lu. Một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn đều khổ đau. Ba là khổ báo trước sau, ba đều chướng ngại nương nhau tạo thành. Vì phiền não ác nghiệp sanh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chỉ hành sám hối đề đầu kính tinh. Đề đầu sám hối Phật tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên tán thành. Nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo. Ý gieo ba độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đào si mê. Chính vì ngũ tội lệ thế, tin theo tà kiến sai mê sao trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nêu án do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Chúng sanh ngã quỷ cũng là, do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệp xưa. Nghèo nàn có quả lông lừa, hung hăng đầm đông sáng sơ một đời. Còn ba
tại trời, cũng vì ý nghiệp tới bời khổ đau. Con nay chỉ thiết khẩn cầu Phật đầu con lại dâm đầu ăn năn, dâm đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chữ thánh chung lý chân tu thành, đã từng chỉ giải đành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiện tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phan hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phân mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thống khổ gian nan, năm chỉ trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chẳng chánh với nhau, như vòng sinh sanh pha cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tử sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời, ra vào sao nào không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nãy con lợi dụng cận kề chư tôn. Giúp con gọi rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiễm màu. Con xin một dạ khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thủy ra vào, cõi lăng sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu dạy xa vào bảy ma. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, quán vì ba lậu sinh ra nỗi này. Quán gió ba khổ đọa đài, quán gió ba hữu ma đài quán thiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay con xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, quán theo bốn trụ, quán thừa bốn lưu. Quán do bốn thủ mà chiếu, quán dung bốn châm, quán chiều bốn duyên. Quán do bốn giải gây nên, quán do bốn phước, bốn truyền, bốn tham. Việc lành chẳng nhận chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tự giam. Ngày nay phát lộ quy tàm, con xin sám hối xin làm thiện nhân. Kể từ vô thủy chẳng phân, hoặc do năm trụ xây phần trong ta. Quán do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sáng. Năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn. Quả
hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liên sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thật là thống khổ vô biên, con xin sám hối nỗi phiền đã cam, hoặc do bài lậu khó khăn, hoặc do bài sự như chàm dính tay, hoặc do tám đạo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy nghiệp quan, hoặc do tám khổ nâu hầm mà phiền não hại ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, còn xin chư Phật nghĩ tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kết mê mê tình phàm, chính duyên chẳng chịu theo phần, hoặc do mười nghiệp phong phong nghiệp nào, mười một biến sự câu cao, mười hai thư nhập nắng nhào tử sinh, mười sáu tri kiến tung hoành, mười tám thư giới ngục hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tâm sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tâm hoặc tư, một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đôn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ môi vàng, cho mọi tật xấu rộng đàn nhập tâm, tác quay tác phúc âm thầm, hải hàng hiền thanh pha ngầm chúng sanh, khắp trong tâm giới hữu tình, không sao tranh khỏi khổ sinh ngậm tràn, cầu xin chư Phật rải ban từ bi cứu độ muôn vàng tội xưa, phát tâm sám hối mong nhờ mười phương tam bảo dẫn đưa về nguồn, nguyện nhờ công đức cao dày pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiển nhiên đạt thành, sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cùng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thái cùng tiêu tan, bốn vô lượng bốn tính tâm mát duyên thông khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số đồng thầy, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn, năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếm kiếm chẳng hằng vĩnh nhớ, ân thông sao thế có dư, sao trần chẳng thể làm mơ trắng sao, sao ba la mật hạnh cao, sao thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh, nhiễm mô chẳng vướng trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi, nguyện nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan, ngồi qua thanh tịnh
tịnh niết bàn, tám công đức thủy quay màng, lưỡi sanh hạnh môi vĩ cung viên thành, đón từ chỉnh độ thực hành chỉnh phen. Nguyên nhân 11 trở lên, 12, 18 nhân phiền não tiêu, nhập vào thể tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh pháp chuyên phòng, ngữ tòa tự tại trong lòng tịnh thanh. 18 bất cẩm hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cũng kính mười phương, chi thành lễ lại cung dường chư tôn. Cúi đầu đảnh lễ mười phương, chư Phật hiền thánh đã thương muôn loài. Chế bài phương pháp tuyên vời, nước lành rửa sạch ba đời nghiệp quan. Nay con hơi hận khóc than, xin đem tinh mãn trương đàn quy y. Cúi đầu đảnh lễ Phật rồi, con xin bày tỏ những lời tự tâm. Xem xong ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng đã phân rõ ràng. Tội cùng tam bảo đã mang, nay xin tự sám muôn đàn ác tâm. Trong kinh Phật dạy ân cần, thân người có được muôn phần gian nan. Phật pháp chẳng thể nghi bàn, trăm ngàn vạn kiếm thế gian khó cầu. Hạnh tâm dễ gặp được đâu, đức tin khó lập đạo màu khó nghe. Mà nay thuận thảo trăm bề, thân người đã được chính tề giác quan. Pháp Phật thường chiếu mười phương, tổ thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh. Vậy mà chẳng biết duyên lành, chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau. Tâm thần tưởng chuyện đâu đâu, luân hồi sao nẻo dễ cầu thoát ra. Chư Phật hiền thánh bao la, chứng minh lòng sám Phật đà độ con. Tội kia nói mãi chẳng mòn, chẳng kính tôn tưởng lại còn khinh chê. Thiện hữu tăng chúng chẳng nghe, phá chùa đốt tưởng nghe về chi đâu. Mong chơi phòng ngủ trên lầu, phòng thờ tầng dưới thiếu màu trang nghiêm. Có khi đặt tượng kề bên, khóa thân đi lại chẳng hiềm lễ nghi. Phật bảo chẳng biết nơi gì, nay con sám hối hành vi lỗi lầm. Đôi cùng kinh sách vô tâm, bàn tay dơ bẩn mà cầm sách kinh. Quán dùng lời nói vô tình, lời thô tiếng tục phê bình chẳng nương. Hoặc để kinh sách đầu giường, nằm ngồi bất kinh chẳng thường nể nang. Hoặc xếp lẫn lộn vứt quăng, gầm bào gấu tủ chẳng năng giữ gìn. Chất chồng kinh sách xéo xiên, gáy lòng trang rách chẳng phiền sửa sang.
Đã không tu tập đàng hoàng, sách kinh pháp báo chẳng màng, sẽ chia ác nghiệp với phụ tư bề, chí thành sám hối con thề chẳng ngơi. Hoặc kinh chú lại biên lời, nằm ngang nằm ngửa nơi cười quyên thiên, hiểu sai y Phật thanh hiền, chánh tà cũng chẳng phân miên nơi càng. Giải người lên mặt bảo ban, văn từ tráo chuốt luận bàn ý riêng, chế bai Phật pháp đạo điên, đề cao tà thuyết kim tiền nuôi thân. Chẳng từ hành động vô lưng, đại thừa phỉ báng tội trần khó tiêu, ác nghiệp dẫu tạo bao nhiêu, con xin sám hối mọi điều đã sai. Kể từ vô thủy kiếp lai, đôi cùng tăng bảo tội dày biết bao, chẳng tôn đức trọng đạo cao, đắc lời tiêu dệt ra vào dèm chê. Làm cho tuyệt vọng bồ đề, phá hòa hợp chúng thị phi pháp màu, bày tường trên bọc trong dấu, hóa hạnh thanh tịnh làm rầu người tu. Khuyến dụ bất chánh bỏ lơ, giả trang hình tướng xét dò tăng thân, ôi thôi tội ác vô ngần, con xin sám hối phân trần đầu đuôi. Đối trước tam bảo ba ngôi, lộ thân lộ thể nói thôi, áo quần dép giày cùng với tay chân, bước lên điện thánh chăng cần sạch dơ. Đạp xe vọt ngựa phong bừa, xông vào tử viện chẳng thưa hỏi gì, miệng nhổ hổng khang mũi xì, chẳng còn ái ngại nể vì già lắm. Bao nhiêu tội ác đã làm, chi thành sám hối nay cam giữ gìn. Nãy con đảnh lễ Phật tiền, thành tâm sám hối tội liền triệt tiêu. Đời đời cùng Phật cảm chiếu, gặp tăng gặp pháp mọi điều kính tôn, cung dường gấm phúc bao trân, dốc lòng cầu pháp chẳng ngần ngại xa. Bồ Tát thị hiện ta bà, con xin đem hết công ra hộ trì, phước lành như núi Tu Di, trên thờ Tam Bảo dưới vì chúng sanh. Cúi đầu lại Đức Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn ăn kể từ vô thủy trôi lăn, luân hồi muôn kiếp đông lần phàm phu, không phân sang cả hèn nhu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ, lớn như sóng biển phổ sâu, nhiều như cát trải đôi bờ hằng gian. Do đâu tội lỗi ngập tràn, quá vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mây, nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm gì chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn, hoặc vì mê mẩn sao căng, đôi người tìm vật muôn phần lạc sai. Luôn luôn tự thị có
giới chữ tay một phần, quán vì chẳng quán nói tâm tư duy bảy bả lòi lầm triền miên. Quán vì theo cảnh đảo điên, chẳng tường chẳng giả nao phiền càng tăng. Tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng giảm suy. Nghiệm chướng bao chướng chẳng ly, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vang Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thì tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sao giác người nghiêm trần lão sạch dần. Bốn ngàn tám vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử khai nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vượt bờ. Một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật kỷ xưa một hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tự sanh. Tu hành chẳng thấy mới manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đáng xấu hổ phiền, thế mà chẳng thẹn quyến thiên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên. Chẳng già tội lỗi triền miên, chết xa địa ngục sai nghiền khảo tra. Xuống sanh quỷ đôi ác ma, đâm chìm muôn kiếm thân là sợ thai. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sinh tử trả vai nghiệp trần. Hãy xem sông chến xoay vần, vô thường vô ngã thật chấn chỗ nào. Cổ đau tâm tư lâu xào, sớm còn tôi mất kháng nào phù vân. Toàn thân chẳng kháng quế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thanh cao. Mà chưa chẳng bỏ hay sao, là người có tri lẽ nào không hay. Bốn là giống mạnh không tày, tu hành tịnh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giác không mong mang nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô
vô lượng vương muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chiến tinh, 37 phẩm tu hành trợ duyên, thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhân thế tri bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, quán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu. Khổ đau đầy đó nghìn thu, qua gây bao tội án quan thù triền miên. Nãy sinh xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con miền chẳng phương. Cũng vì ai trừ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới an lành, muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm. Làm sao báo nổi Phật ân, vết hiền dấu nặng ha ngân ngại chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không bao nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nổi ra. Nay con báo đức Phật Đà, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viễn thông, hộ trì tam bảo pháp lành truyền xa. Đại thừa chánh pháp tiến ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Vì nó tánh này cùng vào, ấy là ơn Phật thâm sâu bao đền. Bảy là quan sát tội khiên, tội do đấu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiêu. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái quen. Lời kinh Phật giải rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diễn tội tình hoàng không. Tâm tối vương chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa, cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sạch trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chi thành. Cầu xin chư Phật thương tình, trả ơn cứu độ tâm thành quy y. Nói trong ba nghiệp của thân, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao. Chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đớn đau ai màng. Xét từ vô thị kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau. Mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đôi đầu họ sanh. Mà mang phản trạng thiên hình, luân hồi sáu nẻo tái sanh dương trần. U mê nào biết xa gần, hóa hàng chẳng nhận bán lân
cũng là. Mặc dù nhai nuốt chặt cưa, mắt tình duyên hai chẳng ngờ tương liên. Trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng nghiền thịt con. Nếu vì chút lợi áo cơm, lưỡi bày bắt vật nghiệp dồn nặng sâu. Sát sanh tội ác đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ tha. Ừ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hải mạng là nhẫn A Tây. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miệng ăn. Sau này rồi bỏ báo thân, xa vào địa ngục trả dần tội xưa. Chịu bao thống khổ cho vừa, đầu trâu mặt ngựa sẽ cửa thân hình. Hoặc là đâm chém tanh bành, hoặc môi móc ruột mới đành ăn kia. Đã xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang. Gã thân làm giống xài lang, cọp beo rắn rít chui hang nuôi rừng. Hoặc làm chuột bỏ côn trùng, hút mũ hút máu rút thùng phân dơ. Hoặc làm gà chó heo tơ, cho người xe thịt chặt cửa đâu sao. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ báo như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu. Chỉ thành con lại khẩn cầu, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia ơn. Kể từ vô thủy chúng con, tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm. Hoặc tham, hoặc ghét, hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo, chẳng vì tính suy. Trong lòng chẳng chút từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm. Thầy quyền bùa chú lâu ban, yếm cho đến mạng đến tàn chưa thôi. Áo hồ pha phách mà chơi, đốn rừng săn bắt lưới chài cho săn. Đặt cùi gài mái đào hầm, cũng tên nọ đạn giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời, lưỡi giăng bẫy sập không nơi hoang đào. Hoặc nuôi gà vịt dê heo, để dành làm thịt nuôn chiều miệng tham. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, hoặc lông cắt tiết làm hàng bán buôn. Chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mái vầy thịt xương rã rời. Quảng thân thâu đến tận trời, đớn đau thảm khóc trúc loài sát sanh. Chỉ vì bả tất lưỡi tanh, mà mang nghiệp ác sát sanh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lánh xa. Lại còn bình biến can qua, tranh giành biên giới cô mà giết nhau.
đảng mớm pha sớm nấu cầu đức thân tàn sát hoặc thâu người làm hoặc nghe giết chóc mừng ham đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung nghe đau phủ thủ lạnh lùng chắc đầu lóng thịt người dưng chẳng màng nghề đồ tể cũng bảo tàng con thay loài vật dung nhan chẳng sờn bán buôn khi giới đảo gươm đẩy xô người xuống hô hầm chẳng ghê bích hang pha tổ cán xe nặng chân đẫm đạp chẳng hề tiếc thương làm báo ác nghiệp phi thường nay con sám hối mười phương một lòng cũng từ vô thủy kiếp trung khóa thai diễn trứng độc trùng hại nhau cận quan trồng chia vét ao tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra gậy roi đông khoa khảo tra làm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau nói thì như thế lạch lao nay con sám hối khẩn cầu chư tôn ví chứng ngu muội em dồn mà con cô phạm không còn thiếu chi xin nhờ lượng thánh từ bi chứng minh lời nguyện tức thì án tiêu nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà được thân hình kim cang sống lâu vô lượng tuổi vàng không còn vướng mắc vào đàn tật sân không còn tư tưởng hại nhân tâm từ bi cũng bội phần thăng quan thương người như thể con ta thấy ai nguy chẳng nài hà tính toán giúp cho tới chỗ an toàn con đem chánh pháp luận bàn độ nhân người người đều cảm Phật ân không còn sợ hãi mười phần mừng vui quy y hết thảy Phật rồi còn đem tính mạng gửi nơi Phật đàn.